Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Enzy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, đó chính là Hải Tặc Đại Chiến nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy là cho mình cả một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào, let's go. Thì chúng ta sẽ có quote mới anh em ạ. Anh em đã xem cái live stream hôm qua chưa? Thì đây là cái live stream của buổi hôm qua. Ok, thì mình sẽ bật lên cho anh em xem một tí nhá. Xem qua chúng ta sẽ cùng theo dõi Nami và Robin phát quà anh em ạ. Nick của Nami và Ngọc. Ui, khủng vãi nồi anh em. Nhìn này thì đỉnh cao toàn là 330 level hết này. Hai Fujitora luôn. What the hell man. Chúng ta xem qua cái buổi live stream này và có code đây anh em ơi. Chúng ta sẽ có một cái code và sẽ giới thiệu chúng ta cái tính năng mới. Đây là tính năng gọi là đại chiến, gọi là tổng thanh tra đô đốc các thứ này. Thấy cũng khá là hay. Rồi cái này chúng ta tính sau. Và ra tướng Karina anh em ạ. Ok, thì chúng ta sẽ copy cái code này vào nha, để mình vào tập trung mình vào mình chơi game. Rồi, khiêu chiến boss Aikainu kìa. Nhìn chung đẹp quá. Nhìn chung đẹp dã man luôn. Chúng ta sẽ có một chút quà gì đấy đây này. Ui ôi, lắm quà thế. Ui phê thế. Wow, phê vãi nồi anh em ơi, quà nè. Một Ace Hỏa Quyền, một mảnh Đại Hải Tặc, một mảnh tướng SS ngẫu nhiên L1 và mảnh SS ngẫu nhiên L2. Ui, quà VIP thế nhờ. Wow, quà sướng thật, thật sự là quà ngon. Quà rất 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 ngon luôn. Chúng ta ngoài ra chúng ta sẽ còn thêm cả một cái cốt nữa anh em ạ. Này thì chơi sao? Này chơi thế nào đây? Đây Kuma cũng ra và Karina cũng ra anh em nhá. Bây giờ có thêm nhiều sự kiện lắm, nhìn thêm nhiều thứ hay ho phết đấy. Thức tỉnh Karina, thức tỉnh Kuma. Chúng ta đi đổi cái cốt đã, xong tính sau anh em nhá. Wow, sự kiện ngon dã man luôn. Chúng ta sẽ đổi quà gift code này. Mình sẽ ấn vào đây. Huyền thoại hải tặc No 1. Đấy, chúng ta có thêm một cái code nữa anh em ơi. Thật sự là tuyệt vời đấy. Và đây là cái code của chúng ta. Chúng ta sẽ có thêm 5 thùng, 15 thùng bia, 1000 game. Thêm mấy cái mảnh. Code này thì ra cũng ok. Không phải là quá ngon, nhưng cái quà ở trong kia thì ngon dã man luôn. Thật sự là ngon dã man. Thật sự là đã luôn anh em ơi. Rất rất nhiều quà nhá. Chúng ta đang có đến hai tướng ngẫu nhiên L1 đấy, và mảnh đại hải tặc 15% ra được tướng cấp độ SS đấy. Chúng ta sẽ thử mở cái này thì ta sẽ để sau đi. Chúng ta sẽ thử mở cái này ra xem liệu rằng sẽ ra cái gì. Ôi nhiều tướng quá rồi. Kuma thì trên này phải nạp này, chắc chắn là Kuma là phải nạp nha anh em. 249.000 mình thì mình không nạp. Dĩ nhiên Karina thì cũng như vậy, 249.000 luôn. Top kim cương là sao? Tích điểm á? Đua top tích tiêu kim cương kết thúc sau 6 ngày. Trong thời gian nhận sự kiện sử dụng kim cương tiêu phí để tích cóp điểm đua top. Một kim cương tiêu phí là 1 điểm, cần 1 phút để hệ thống cập nhật. À đúng rồi, mình còn hiện cái ID và cái tài khoản Gosu đã. Đấy, cái này rất là quan trọng. Dĩ nhiên là như vậy. Ok, chúng ta sẽ đây hiện lên để tham dự cái sự kiện mà anh em. Rồi chúng ta sẽ xem nào, phần quà thì rất là ngon rồi, thật sự là quá bá rồi. Có một vài thứ mới, đó chính là cái xúc sắc. Sự kiện chưa bắt đầu. Chưa có anh em ạ, sự kiện này chưa có nhá. Đua top kim cương vòng quay thì vẫn là thế thôi, vòng quay thì vẫn là bình thường thôi, không có gì mới cả. Chúng ta sẽ vào trong sự kiện đi. Qua xem qua sự kiện nè, xem có cái gì nó hay hay không. Thức tỉnh Kuma này. Sở hữu một Kuma 6 sao thì sẽ được thêm một vài cái tướng SS ngẫu nhiên L1 và ngẫu Kuma 9 sao. Sẽ được SS ngẫu nhiên L2 10 sao, được thêm vào cái ác quỷ. Karina thì cũng thuế. Chiêu mộ. Con này là được hệ ấy à? Hệ Karina như con này búp có vẻ khá là ngon anh em ạ. Nó là hệ gì đây? Đây là hệ sinh khí à. Cửa hàng kim cương.
ok, tôi không nên tốn tiền để mua một cái này anh em ạ. Cửa hàng thuốc hoán đổi mình có khoảng 5.000 thôi, không nhiều lắm. Tôi muốn đổi tướng 10 sao thì đây, tướng 10 sao của anh đây. Chắc chắn đây rồi. Tôi cần đổi hai tướng 10 sao anh em ạ. Cần ít nhất là phải khoảng 16.000 cái này. Thuốc hoán đổi cơ à? Thuốc hoán đổi thì anh em cái này là hồn hải tặc hả? Cái thuốc ấy lấy ở đâu ra nhỉ? Quên mất tiêu rồi. À, chiêu mộ anh em ạ. Chiêu mộ thì ta sẽ được thuốc hoán đổi thôi. Dĩ nhiên là như vậy rồi, mình đang có 103 thùng. Để chiều nay mình sẽ chiêu mộ để mở ra và hy vọng sẽ ra được con tướng Karina gì đó nha anh em. Nhưng mà cái cốt sáng nay thì nó quá là ngon rồi. Nói chung là đang hơi khó khăn, hơi khó nhàn một tí xíu. Thức tỉnh này, xem còn sự kiện gì không? Tích tiêu kim cương anh em ạ, tích tiêu kim cương, 15.000 kim cương thì chúng ta sẽ được Sabo Hỏa Quyền. Mình nghĩ để dành tiền mua tướng thì hợp lý hơn. Dành tiền mua tướng 10 sao thì hợp lý hơn, 15.000 sẽ mua một tướng 10 sao. Không nên tiêu kim cương, gọi là linh tinh anh em nhá. Chiêu mộ xu vòng quay thì vẫn thế. Chiêu mộ đặc biệt đây này, cái này mới là ngon này. 80 điểm thì vẫn thế thôi. 100 điểm thì là Karina. Con này là thuộc hệ đấu sĩ à? Hơi dị nhỉ. Con Karina này thuộc hệ đấu sĩ anh em ạ, phải không? Đây Karina này. À không, nó hệ hỗ trợ anh em ạ, hệ hỗ trợ. Tấn công hai địch có khí nộ khí cao nhất gây sát thương 200% công. Hóa đá một mục tiêu một lượt, tăng toàn đội 100% sát thương với mục tiêu bị hóa đá trong 3 lượt. Ô, con này ngon này, con Karina này ngon này. Được anh em ơi. Tăng 30% máu, 60 tốc độ, 15% giảm sát thương, đòn tấn công bỏ qua 50% kháng hóa đá. Wow. Con này sẽ tăng máu này, tốc độ này. Nhưng mà đây tăng cho nó thôi anh em. Hóa đá, con này hóa đá rất là nhiều luôn. Cuối mỗi lượt với mỗi tướng địch đang bị hóa đá, bản thân tăng thêm. Con này tăng cái phần nó sẽ tăng thêm 100% sát thương với mục tiêu bị hóa đá trong bao lượt. Mình thấy nó cũng khá là bình thường. Không biết là anh em thấy nó khỏe không? Mình thấy nó khá là bình thường à. Ok, thì chúng ta giới thiệu sơ qua một xíu về mấy cái tướng đấy một chút thôi. Rồi, chúng ta sẽ vào trong cái phụ bản đi. Ở đây có rất là nhiều thứ để có thể tiêu xài nhá. Thật sự rất là nhiều thứ để mình có thể tiêu được ấy. Rồi ok, đây là những tướng ok nhất hiện tại của mình rồi. Mình cần quan tâm đến trong cái cửa hàng thôi. Cái nào mua được bằng tiền thì mua. Thế thôi nha anh em. Đây, mua hết với cái này đi. 800k. Hơn 1M. Mấy cái này mua hết sạch luôn anh em ạ. Vàng thì rất là nhiều á. Vàng chẳng bao giờ là thiếu cả. Mình gần chắc chắn là như vậy luôn. Mấy cái này mới là thiếu này. Mấy cái vé, một cái vé chắc là thôi anh em. Mua thế thôi. Sao bán toàn vé vậy? Má nó, tao bán toàn vé anh em ạ. Thế mình nhục. Mua cái mảnh tướng đi á. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ ấy qua mấy về phần này đã. Do thám trung ace. Đây là đăng ký cái đội hình để đi đánh nhau các kiểu đây anh em. Mình đâu? Mình đứng thứ bao nhiêu rồi? Mình đứng thứ mười mấy, thứ 9 anh em ạ. Rồi, không sao, đội hình này là ok đánh nhau rồi. Chúng ta sẽ được nhận nhiệm vụ nhé. Bắt đầu. Ok. Hội trường thì cũng sẽ như vậy thôi, mình sẽ quản lý cái này để duyệt thêm đăng ký thôi. Ấy, có một người vào kìa. Rồi, chúng ta còn thiếu khoảng 2 người nữa cho bang hội nhá. Đánh boss đánh được không nhỉ? Đánh được anh em ơi. Đánh boss thì có thể đánh được này. Ok, tiện sẽ đánh sau vậy. Chúng ta sẽ có lẽ sẽ quay trở lại để nâng cấp cái có boss server này. Chức năng này chưa ra mắt. Có thêm tính năng mới ở bên này anh em nhờ. Hay đấy. Ok thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Vào đây mua vàng. Rồi chúng ta sẽ làm gì bây giờ nhỉ?
À đúng rồi, nâng cấp cái chiến hạm mình quên mất. Mình đang có khá nhiều cái chiến, có cái nhiều ở đây, nâng cấp đi. 1000 gỗ thôi. 200 tốn khá nhiều vàng anh em nhá. Ai bảo không tốn vàng nào. Oh wow, 162/180. Về nâng cấp mắc cái này đi. Tấn công này anh em ơi. Nâng cấp full cái tàu Thousand Sunny cho nó khỏe cái anh em ạ. Mình sắp full tấn công rồi, sắp full tốc độ rồi. Và thêm cả full máu nữa thì đó chính là một cái gì đó hoàn hảo anh em nhờ. Còn có 57, bao nhiêu mờ vàng thôi. Và rồi thì chúng ta sẽ cứu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.